Sao chị dám bốc lên vậy? Bán quen rồi. Y y ấy, nó lè lưỡi ra kìa. Nhà chú với cô có mấy đứa con? Ổng 10 đứa, tao 3 đứa. À, ổng 10 đứa, tao 3 đứa là ủa? Không có chung hả? Mình có một cái mồi. Y con sâu lông. Y con rắn. Trời ơi các bạn ơi, thấy là những cái đầu của nó đang ngoi lên trên nước là còn sống hết đó nha. Xin chào các bạn, mình là Ánh, các bạn đang xem kênh của Ánh Cua. À chị ơi, cái rắn này mình bán làm sao vậy? Bán 1 ký bao nhiêu? 1 ký 250 hả? Nó đang... À nó cuốn. À, những con rắn chung này là cũng là làm đồ ăn được luôn á các bạn. Có bao nhiêu loại rắn vậy? Nhiều lắm chị. Rắn gì với rắn gì? À, chung con sống, thỏ hành, thỏ hèo, rắn hổ đất, hổ chúa, nói chung là nhiều lắm. Rắn hổ đất, rắn lắm. Chung, rắn hổ chúa, rắn hổ hành, rắn bông súng, rồi... Cá, gì cá gì nữa? Di cá với di tượng. À, rắn di cá, rắn di tượng, rồi rắn nước, đâu con nào là rắn nước? À, con này hả? Đúng rồi. À, con này là rắn nước. À, nó giống con đẻn nó đúng không? Nó gọi là con đẻn đúng không? Đúng rồi, nhưng mà rắn nước này nó khác. Con đẻn nó lợp hơn. À. Nó lợp hơn. Rồi con bên này? Di cá chị. À, rắn di cá. Ôi, con nào cũng đang sống hết trơn các bạn, mà nó có thể là có khi nào mà đang bán mà nó đang phóng ra ngoài không? Có. Ghê quá à. Đi thôi. Một lát nó phóng ra ngoài kìa. Bên kia cũng vậy nữa kìa. Nó đang cố gắng để nó bò ra ngoài kìa. Này con ba ba này các bạn. Ở trên này mấy có mấy con rùa nhỏ. Ôi con rắn này là rắn này ở trong rùa. Ý chị bóc ra luôn hả? Đừng đừng chị ơi đừng. Ôi chị kéo ra đi. Ủa nhưng mà rắn này là nó có độc không? Không. Nhưng mà nó có cắn không? Nó cắn hả? Sao chị dám bốc lên vậy? Sao chị dám bốc lên vậy? Bán quen rồi. Y y. Ê, nó lè lưỡi ra kìa. À, chị mua đi. Ủa con rắn đó nó không có răng hả chị? Hay bẻ răng rồi? Mấy con này hả? Hổ hành không cắn hả? Thử đi. Hả? Cầm thử đi. Không. Nó không có cắn. Thôi. Nó thè thường lưỡi thấy ghê quá. Thôi đừng có xuống. Ôi cái con đó màu sắc nó giống như sắc cầu vồng vậy á. Chị ở đây chị chắc là bắt nhiều loại rắn lắm đúng không? Trời ơi, nó nằm yên cho cân luôn kìa. Có bắt em nữa kìa. Rắn này rắn bông súng nè. Này là rắn di cá. À, hồi nãy mình có nói là cái rắn này là mua về là luộc xả hoặc là xào xả ớt. Một ký rắn bông súng là 250.000 đúng không chị? Ôi trời hết hồn. Nãy giờ nhìn rắn mà thấy cái cọng này giật mình. Rắn chung. Ủa nhưng mà mấy rắn này mình bắt ở trong ruộng là mình chụp đại luôn hả? Chứ nó mình không có phòng thủ gì hết chị. Nó cắn á. Nhưng mà tại vì nó vô đây nó quen rồi. Để nó đẻ rồi. Ê,
Trời, có con nhỏ nhỏ nữa kìa. Chị mua về làm gì vậy chị? Về bán. À. Thôi, chị bắt rắn là tỉnh bơ luôn á mọi người. Kìa, nó bò qua ngoài kìa. Thiệt là phụ nữ Cà Mau là cái gì cũng có thể làm được, bắt rắn là tỉnh bơ luôn. Nhưng mà chị nói rắn này là không có độc. Nó không có độc, nhưng mà nó cắn thì đau thôi. À, nó cắn thì đau thôi. Nhưng mà cái rắn này nó không có nọc ha chị ha. Mà con này là nó chỉ nhỏ nhỏ vậy thôi chứ nó đâu có lơ, đâu có to đâu hả? To rồi đó. Cái này là nó to rồi đó. À đâu đâu, chị bắt cho em con to nhất của cái loại rắn đó đây, là con nào? À, con này là to nhất của rắn bông súng á mọi người. Cỡ chắc cỡ 200 gram ha. Ừ, cỡ 200 gram là to nhất. Còn mà mấy con rắn chung bên kia thì rắn hổ hành chứ hả? Rắn hổ hành này con cỡ 1 ký mấy ha? Mấy ký? Rắn hổ hành là mình đi xào hành hả chị? Đâu có, mình nấu cháo đậu xanh hay là bột xả đều được. À. Rắn hổ hành nó hôi hành hay sao? Không biết nữa, sao ta kêu các bạn nghĩ cái chữ hổ hành đó. À. Hình như là em nghe nói đi bắt rắn hổ hành á, mà nghe mùi hành là ở chỗ đó là có đúng rắn rồi. Hổ hành á. À, đúng rồi. Nhưng mà mình đứng ở đây thì mình không nghe mùi hành. Chắc lâu ngày á, nhốt nó lâu ngày cái mùi hành nó bị bán bớt rồi. À, tưới nước hàng ngày. Chứ mấy con rắn này thì nó sống ở rộng rạp đồ cây cối rồi ha. Thấy là hai bên đường là có cây tràm, mà ở U Minh thì cây tràm rất là nhiều. Như ở Ngọc Hiển, Nam Căn thì là cây đước, rừng ngập mặn, còn ở U Minh là nổi tiếng là về cây tràm. Một chiếc ghe bán tạp hóa ở trên sông, rất là dễ thương luôn. Và như là cái máy nó nằm ở trong chiếc ghe á. Này bây giờ mình xuống dưới xem là ở trên chiếc ghe này bán những gì nha. Cái này là đặc sản miền sông nước luôn á nha. Ghe hàng. Ghe này mới nha. Nhìn thấy cái sơn ngoài là mới nè. Ôi, cái này mà chạy hút là ve lại hơi bị cực. À, nước đang chảy xuôi. À, lấy cho em cái dây đậu phộng đi. Có kẹo gì không? Kẹo xi gum hay gì không? Sao đâu coi có cone hay là silicon gì đó. Ủa cái loại này có hộp không ta hay là chỉ có bịch thôi? Một bao nhiêu? Cái đó bán làm sao? Một cục ngàn. Một cục ngàn hả? Lấy em chục cục đi. Mì gói, trà, đường, bột ngọt, nước mắm, nước màu, nói chung là tập quá có đủ. Dạ. Gạo rồi, thức ăn rồi, chim mua vậy đó.
Rồi bán gạo luôn hả? À cám, lúa, thức ăn là ở trên. Rồi có bán than không? Không. Rồi 20 ngàn. 20 ngàn. Dưới ghe chỉ tập quá đồ khô thôi. Đồ tươi bán hư hết. Bán không có lợi mấy thằng trên bờ đâu. Dạ. Ủa này cô bán ở đây là lâu chưa? Cũng 2-3 năm. Lấy cái cạc Vina. Rồi có bán cạc điện thoại luôn. Có luôn. Ủa là có ổng đi bằng thành phố. À, chú với cô có mấy đứa con? Ổng 10 đứa tao 3 đứa. À ổng 10 đứa tao 3 đứa là ủa không có chung hả? Duyên. Thôi. Ờ chính xác. Còn dạ. Bán là chạy đường này. À chạy đường U Minh bán. Ừ. À nhà cũng U Minh luôn. Ở đầu 29 nè. Về dạ. 29 là đậu ngủ sáng đi bán tiếp. À bán đây là mấy chục năm rồi. Mới có 3-4 năm. À 3-4 năm là chiếc ghe này cũng 3-4 năm luôn. Chiếc ghe này là mua ghe cũ người ta đi 5 năm rồi đó. Dạ. Mình đi 3 năm nữa là 8 năm mà chiếc ghe vẫn còn mới. Dạ. Ở trên này là bán món hàng nào là được nhất cô? Bánh kẹo rồi này kia hả? Nói chung cái nào cũng bán được lay gai hoài. Dạ. Gạo thức ăn là bán mạnh nhất. Thức ăn người ta nuôi gà vịt đó. À thức ăn nuôi gà vịt là gạo là bán mạnh nhất. Cũng được. Dạ. Một ngày mình thu nhập cỡ nhiêu cô? Ngày bán cũng 3-4 triệu có hoài, nhiều nữa không có. À, một ngày bán 3-4 triệu. Dạ. Nhưng mà lời thì chắc cũng đủ sống ha. Ừ, lời nghèo lắm đồ rồi. Dạ. Đó, rồi, chúc cô chú mua bay bán đất nha. Rồi, chúc sức khỏe cô chú. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô chú. Thấy quay thì ổng sợ, quay rủi đưa đi ra làm gì. Các bạn có thể thấy là một cái ghe tạp hóa ở trên sông. Đây là cái đặc trưng của người miền Tây và họ bán là rất là đầy đủ luôn nha. Bán là nước mắm, nước màu, tiêu tỏi, bột ngọt, nói chung là đồ dùng trong gia đình, rồi có gạo, rồi lúa, đồ mà để bán, có đổi bình ga nữa kìa. À, bữa hổm chất đẹp lắm, bữa nay chất xấu. Bye bye cô. Nói gì? Dạ không có gì, hồi nãy kiểu cong cớn lắm mà. Ăn hiếp bạn hả? Không được nha. Câu cá hả mấy đứa? Có cá không? Dính ít xịt à. Ồ, cũng được nè. Này cá cá rô à. Con đang móc mồi hả? Ôi trời ơi. Má ơi, nó móc mồi với bằng con sâu kìa. Đâu đâu dở lên cho cô coi đây. Ui là mẹ, rồi nó ngứa làm sao? Sau này không ngứa hả? Rồi con còn mồi không? Hết. Hết. Nhỏ kia đang đi bắt mồi. Rồi nhỏ kia nó đang đi, con đang bắt sâu hả bé? Bắt mồi hả? Rồi bắt mồi lại cho cô cho chế mượn cần câu thử coi. Ồ. Cá này về làm gì ăn? Không biết nữa hả? Về câu cho mẹ hả? Giống kiểu là chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua. Rồi móc mồi vô đi. Chị đừng có giật không thôi đứt tay em đó. Ok. Không giật đâu. Nó gì này, cái gì nó bén lắm. Chọn ăn này. Hai chị em hả? Không phải. Là bạn hàng xóm thôi. Là chị em à. Ê, kìa đem cái thái số cá. Cầm cái thùng cá. Nhà em ở đâu? hôm nay anh cua đi câu cá với mấy đứa nhỏ ở gần xóm ở trong đây là huyện U Minh đó các bạn. Ê. Bạn mà. Ủa? Rồi nó ăn mồi rồi. Tiêu rồi. Rồi giờ kiếm mồi tiếp. Giờ đi vạch lá kiếm sâu. Vạch lá tìm sâu. Đó, đây. Đâu mất mẹ. Mới nhỏ mà chị. Ê. Ở dưới. Ủa, cậu gì chứ đó lắm.
cho chế nè. Trời ơi, rất là chuyên nghiệp nha, trời nó bóc sâu mà nó tỉnh queo. Giận ơi, coi chừng là cưng chơi với chế rồi, cái chế nó giận rồi đó. Không có giận đâu, chứ đi gửi xe. Rồi gửi xe lát quay lại hả? Rồi xong rồi đó hả? Rồi đây, mình có một cái mồi. Ý, con sâu lông. Mà, ôi là trời ơi, nhìn nó có lông luôn nè. Ôi, cái mồi này bén nè. Rồi sửa sửa mồi lại đi, giờ câu tiếp. Cái chỗ này cá nhiều lắm. Trời, ngay chỗ cái ghế này nè, hồi nãy mày nói tao ngồi ghế câu không dính. Hối hận chưa? Ai nói vậy? Ai nói chứ trời. Đứa nào nói hồi nãy, đứa nào nói? Tôi có. Ủa, ở đây là nước nó ngập lên tới nhà luôn hả chú? Đỡ rồi đó hả? Vậy chứ bình thường là lên tới mức nào? Tới đầu gối luôn. Tới lưng quần luôn. Tới lưng quần luôn. Ồ. Thiệt á hả? Lội thử á hiếp. Vậy rồi mình ở đâu? Ở trong nhà. Đóng cây đi gì đó. À, đóng cây lên cho nó cao. Xong ở trong nhà là ngồi trên bộ gián. Ừ, bộ gián. Không có chỗ đâu nữa. Gần, gần bà ít hơn miền Trung chút vậy thôi. Yeah. Đây, mình phát hiện ở đây có một ổ cá là cứ thả mồi xuống là cá nó ăn à. Đó, thấy chưa? Nói là đúng mà, chỗ này là cái ổ cá. Động rồi, có xuồng chạy qua là bị động cá. Rồi chỗ này bị động rồi. Giờ mình phải đi qua chỗ khác. Rồi, cái này là kinh nghiệm của mấy bé này là chuẩn luôn á mọi người. Khi mà nước mà nó động rồi là cá nó không dám đớp mồi nữa đâu. Cho nên mình câu cá mình cũng phải ít nói thôi. Từ đầu tới cuối là im lặng. À, thì cá nó mới bơi tới và nó đớp mồi. Ok. Tự sướng ha. Cảm ơn. Cảm ơn cưng. Bye bye. Bye bye. Ôi ơi. Ồ, dính cá hả? Nãy mấy con chó nó chạy vô trong đó rồi bị động nữa rồi. Qua qua bên kia. À, các bạn ơi, hiện tại thì Ánh Cua đang đứng trên đường kinh ranh rừng U Minh. Thì bên tay phải của Ánh Cua là rừng quốc gia U Minh. Còn hướng bên này là đường biên giới biển. Thì bây giờ là Ánh Cua sẽ tiếp tục cuộc hành trình là đi vô trong rừng quốc gia rừng U Minh nha. Ừ, trời, chứ vô trong thì hả? Ừ, đi thiệt chứ. Sao vậy? Ờ, trong đó có rắn nó chế không sợ. Chế rất là cứng.